Ui giời, em đồng nguyên khối luôn. Cả hiện đại thật chứ. Thế này mà nó cứ bắn vèo 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 vèo. Phí thật. Bơi ơi. Dạ. Ra cha bảo đây. Dạ. Này con, con trông hàng cho cha đi có việc nhé. Sao cha lại thanh lý hết miếng cơm manh áo của nhà mình thế này? Ôi thì thôi, cha thanh lý hết đi để bây giờ cho các con là có một cái tương lai, chứ không thể làm cái nghề đổi mới lấy cũ này được. Không có nó mù mịt lắm con ạ. Con vừa học thuộc bài ca truyền thống của gia đình mình xong, con đọc cho cha nghe nhá. Như nào? Bàn là quạt cháy máy bơm, tivi tủ lạnh, nồi cơm bộ đàm, công tơ cassette đầu dàn. Học không dùng được, thành hàng bán đê. Ôi, chết rồi, bữa ơi. Thế là con có căn đồng nát rồi con ạ. Thôi, bỏ đi con ạ. Bây giờ là cha muốn chúng mày trở thành ông nọ bà kia chứ không thể làm cái nghề này được. Thế ông nọ bà kia là như thế nào cha? Thì ví dụ như là con ý, phải làm bét nhất là chức thị trưởng ở cái thôn này, hoặc không thì là chức giám đốc của công ty đa cấp nào đó, đúng không? Phải là ông nọ bà kia. Đấy, còn cái con hồ. Đấy, nhắc đến cái con hồ là cha lại bực rồi. Đã dặn nó tối hôm qua là đừng có văn gừng văn nghệ gì hết, thì mà sáng nay nghe lời trọng trinh dụ dỗ lại sang cái đoàn phim đấy. Riêng cái con này về đây hôm nay ta cho một trận. Thế để con xin chú cu cho con vào tập đoàn xuyên quốc gia của chú ấy. Nhưng mà như thế còn... Ủa, có khách gọi. Không phải thế. Ôi trời, ai cứ tưởng thằng nào hóa ra chú cu. Anh à, này hôm nay thế nào mà này vàng full option này. Chú cẩn thận đi nhá, chó là nhìn thấy chú là nó thèm lắm, không cẩn thận này thành đặc sản của nó. Này, anh đừng ăn nói vớ vẩn nhá. Vớ vẩn gì? Mà em nói luôn nhá, từ bây giờ nhá, anh chị và các cháu không được gọi em là cu như ngày xưa nữa. Bây giờ thằng này á là David này, là Tony này, là Jimmy này, là Kenny này. Xong nọ chú bảo cháu chú tên là Chim Đang Sun cơ mà. Đấy là trước kia chú làm bên thị trường Hàn Quốc, bây giờ chú làm bên thị trường Đông Âu, bên Mỹ rồi, chú không làm bên Hàn Quốc nữa. Thế là chú mới phải lấy tên Tây ý, để cho cái bọn mũi lõ nó dễ gọi, hiểu chưa? Này, thế bây giờ tóm lại ý, là gọi là Tông Lì hay là Ken Lì? Thì bây giờ anh chị và các cháu cứ gọi em là Tony đi cho nó phổ thông. Thế đúng. Đấy, ngồi sang chơi đi ạ. Chị về rồi. Rồi, xe ô tô của ai mà đẹp này? Của chú cu đấy mẹ. Không, cái thằng bơi này. Tony con ạ. Chú cu là Tony. Chú cu dạo này ếch quá đấy nhá. Mà may quá, chị cũng đang tìm chú. Ở bên kia ấy, đang xả cá tốt nhiều lắm. Chị đang cần vốn để nhập hàng. Chú có tiền không cho chị vay 30 triệu. Thế là chuyện của ai gì nữa. Em đang ở sang đây tìm anh chị này, xem anh chị có tiền không. Đấy, canh tìm em đi. Đang có mấy mảnh đất tranh chấp, giá rẻ lắm. Em đang tính là mua về, xong là xé lẻ ra các lô, xong em đẩy giá lên nhá. Em bán anh chị mà canh tìm em khoảng 200 triệu, em đảm bảo nhá, trong vòng 5 ngày thôi sẽ lên 2 tỷ. Ôi chú ơi, 2 tỷ quá. Chú cứ vui tính. Chú xem anh này, trên răng dưới cắt tút, lấy đồng ra đôi trăm để cho chú vay bây giờ. Chú thế thì nói chuyện đấy. Cha đang xả cá tút, mẹ còn mua về làm gì? Sao mẹ không mua luôn của cha đây này? Sao nhà mình đang thu mua chả được, cha nó lại đi xả là sao? Tôi xả hết cho nó nhẹ người, để mai tôi lấy tiền tôi ra thủ đô có việc nhá. Mà này chú Tony, đó, mai chú có rảnh không? Thô anh ra thủ đô, hết bao nhiêu tiền xăng về anh trả, không phải nghĩ. Anh ra thủ đô làm cái gì? Đổi cũ lấy mới. Này, xe ông chú. Đâu, bố cháu đi về đâu rồi? Để em hân hạnh là phục vụ nhà. Đây. Đường 141, ngõ 113, ngách 115, số nhà 911. Cái gì mà loằng ngoằng thế, đưa cho đọc. Đây. 114, 113, 115, 911. Biết. Thế nhưng mà từ đây đến đấy là cũng tương đối xa đấy. Thế bố cháu cho xin là 250 nhá. Cái gì? 2 lít rưỡi. Mày nói to không nào? 2 lít rưỡi. Này, mày có dao không? Dao làm gì? Đây này. Dao? Chỗ này là khớp cổ ta này. Bố mày nói cho mày biết nhá, bố từ quê ra đây
đi xe khách xong lại đi xe buýt hết có 100 ngàn. Thế mà từ từ đây đến chỗ đấy bao nhiêu cây mà mày chặt đẹp thế hả thằng này? Dạ thưa ơi bố ạ, là xăng bây giờ nó là 30 rồi. Và từ đây đến đấy là 25 cây. Đi thì đi mà không đi thì thôi nhá. Thì mày từ đấy để tao thỏa hiệp nữa, mày cứ chôn đấy thì nhất thiết cứ là phải 250 à. Thôi mày giảm cho tao 50 đi nhá. Tao vừa ở trên xe bọn tổng công ty hai ngón nó móc sạch không còn đồng nào cả, còn mỗi 2 lít. Là 2,5 lít, 2 lít thì chịu nhá. Mà thôi, tốt nhất là bố cháu cứ đi taxi Cang Hải cho nó rẻ. Ồ, chính đi thế này hay. Thế mày có cái số hotline của cái hãng Cang Hải không? Cang Hải đó là hai cảng, là quốc bộ đấy bố ạ. Bức cả mình, này. Cảm giã này. Đừng bảo này. Này, thằng kia. Thằng kia, anh. Ủa, anh Hải ơi, anh Hải. Anh đi đâu mà vội vàng quá vậy? Cái gì đấy? Đang bận bỏ bà đấy này. Này thấy bố cháu cũng bị nhớ xe à? Này, hai đứa mình thế là chung cảnh ngộ đấy. Thế bố cháu cầm cái gì đây? À, em vừa đi đánh gôn về đấy mà. Ồ thế à? Anh Hai à, vô trong đây nâng cửa em xíu đi mà. Ok anh, làm cái gì? Đưa em đi. Ok anh. Chứ mang em xíu đi mà. Gì đấy, làm cái trò gì đấy? Kìa anh, làm cái trò gì đấy? Hả? Từ từ đã, không chấp ta đâu, chỉ cùi cái mắm chờ. Trời ơi, không nhá, này tôi được cởi nhá, không nhá, không chưa kiểu mua người đâu nhá, ôi rồi, lấy đâu cũng không đâu ra được triệu bạc bây giờ, được cởi kiểu bẩn này. Ôi dồi ôi, tao đi hỏi khắp nơi rồi, hỏi rất nhiều chỗ. Thế họ có hỏi là mua làm cái gì làm thế? Thế tao bảo là mua để chôn người. Ôi dồi ôi, thế là họ dãy nảy hết cả lên không ai bán cho cả. Sao cô lại bảo là chôn người? Cô phải bảo là khu đô thị tâm linh. Ôi dồi ôi gơm, bãi tha ma thì nói bố nó là bãi tha ma đi nó xong. Bảy đặt cái khu đô thị tâm linh, gơm là sốt ruột. Phải thế chứ. Mà này, dạ. Tao nghe thấy họ đồn cái xe của mày mua 18 tỷ rồi đúng không? Đâu, có 17 tỷ rưỡi. 17 tỷ rưỡi? Vâng. Này, Tiểu, công nhận này mày giỏi thật đi. Tiểu ơi, cao thủ đấy, cô phục đấy. Dạ. Mày quay đầu xe thế nào mà nó cao thủ đến mức độ mà đang từ một cái anh buôn đồng nát, hiểu không? Rất là rách nát. Dạ. Mày ngoắt một phát sang đại gia quỳ là bất động sản. Tiểu ơi, phục quá luôn đi. Này, cô hỏi thật nhá, có ai chống lưng cho mày không? Làm đấy thì có ai chống lưng? Thế á? Tất cả do ý tưởng của bác Châu cháu đấy. Thế á? Ông đã sống nhăn răng như thế, vậy mà ngày nào cũng đi tìm cái chỗ chôn. Ừ. Ê tải. Mà phải công nhận là cái đất dành cho người sống ở ấy đã hot rồi. Ừ. Mà cái đất dành cho người chết ở lại càng hot hơn. Ông Châu công nhận cao thủ đấy. Vâng. Đúng không? Này, tao còn nghe đồn là sắp tới đây mày sắp phát hành cái gọi là cái trái phiếu đúng không? Đúng ạ. Cô về với đội của cháu đi, cháu sẽ cho cô giàu. Giàu á? Vâng. Làm cách nào mà giàu? Cháu chuẩn bị phát hành là 10.000 tỷ tiền trái phiếu. Ôi, 10.000? 10.000 tỷ. Ừ. Cháu sẽ bán cho cô. Bán đấy. Cho cô. Sau cô lại đi gạ người khác mua đấy. Ờ. Người khác lại gạ người khác, người khác lại gạ người khác, cho đến khi nào mà mình bán được hết 10.000 tỷ cổ phiếu. Này, 10.000 tỷ, nhiều tiền lắm đấy nhỉ. Thế mới giàu. Này, thế nhưng mà để làm gì? Mình thu về nhá. Ừ. Xong mình đem đi cho vay lãi. Thế có phải lãi đôi đường không? Cho vay lãi á? Vâng. Nhỡ mà người ta phát hiện ra thì sao? Người ta phát hiện, người ta đòi thì mình giả. Người ta hỏi lãi thì lúc đấy mình bảo là làm ăn thua lỗ. Giả gốc xin lãi. Hay đấy. Ừ. Này, cô quyết định rồi. Mày bán cho cô 3.000. À không, 5.000 đi. 5.000 trái phiếu nhá. Cô sẽ đi gạ, nhờ, nghe. Kiểu gì cô chả bán được. Đúng. Ê, rồi. Mà thậm chí có khi còn bán được cao nữa. Đúng. Cô lại lấy thêm. Chốt. Chốt.
cô bạn. Vâng. Được chưa? Bắt tay quả này. Chào ta. Giàu, giàu, giàu. Giàu, 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 giàu. Kiên ơi! Kiên ơi! Kiên ơi! Kiên ơi! Kiên ơi! Ôi, ai ơi! Tao! Tao là thằng nào? Tao là tao, Kiên ơi! Thằng nào? Nhà có chuông mà sao không bắt ấm là cứ gọi ầm lên như cháy nhà á? Thì mày cứ mở cổng ra đi, tao biết rồi. Ôi, tao, tao đâu đấy. Trời ơi, thế mà tao cứ tưởng mấy thằng thợ xây nó sang xin thuốc lao. Thì tao đã bảo là tao đây rồi, mày cứ hỏi. Mày lên chơi mà không bảo tao, để tao đi ra bến xe tao đón mày. Đấy, số nó khổ. Tao đi xe khách, bị mấy cái thằng ở tổng công ty hai ngón nó móc sạch. Không còn một cái gì. Thế à? May quá lại còn đôi vịt quý. Lên biếu vợ chồng mày với các cháu. À, thế được rồi, để tao bảo vợ tao mang ra ngoài chợ cho người ta thịt hai anh em mình nhậu nhá. Ấy, thịt là thịt thế nào? Đấy là giống vịt quý, vịt đột biến, hai cánh trắng Phú Thọ. Tao gạ mãi cái thằng chủ tịch nó mới bán cho đây. Này, cố gắng nuôi mà gây sống, kiếm mớ tiền. Không đùa đâu. Thôi được rồi, ông ơi, vào nhà uống nước đã, tôi đóng cửa. Đấy, đi đi. Đi, vào nhà uống nước không? Này, ông Kiên, tôi bảo cái. Gì không? Nhà có nhiều của nả hay sao rồi? Làm cái cánh cổng to như cái Khải Hoàn Môn. Làm nó vừa phải, nó bé thôi. Không thiên hạ người ta cười. Làm to quá. Rồi, nhà tôi lại có hai cái xe. Phải làm cái cổng rộng như thế này thì đi lại nó mới tiện. Hai cái xe thì vứt mẹ ao ngoài đường chứ. Mang làm gì vào trong nhà? Để ngoài đường ai người ta lấy đâu. Đất mình có phải thiếu đâu mà mang vào trong nhà. Co lại cái cổng thì vừa cái xe Cải Tiến đi thôi. Mà nhớ khi nào ấy, co lại cái cánh cổng phải alo cho tôi để tôi lên tôi thanh lý hai cánh này. Cấm được vứt đi lãng phí. Thôi được rồi, tôi nghe lời ông. Lần sau làm gì phải hỏi tôi. Vâng, được rồi, tôi làm nhớ. Làm cái này không được, làm cái gì phải hỏi cái gì, hai vợ chồng cứ từ tiện làm. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ mình vào ông tắm rửa đi, xong là hai anh em mình bù khú hàn huyên tâm sự nhé. Này, hai cái cánh này nguyên cái công cắt cũng phải mất ba công thợ đấy, không phải vừa đâu. Công cắt còn hơn cả công làm. Không phải đùa đâu. Làm ăn gì đấy, phải hỏi. Rồi được rồi. Làm cứ tự do làm. Thôi tôi nghe không, đi vào, đi vào. Đá đâu mà đâu. Đi, đi, đi. Bức mình. Đi ông ơi. Đây, đây, đây. Ok, ok. Ông chuyện này, gì? Ông này này. Chuyện gì đâu? Nghiêm túc, đứng nghiêm. Tôi bảo đây, không cần nhà. Tôi thẳng thắn, tôi phê bình ông này. Tôi hỏi ông luôn, nhà có hai vợ chồng với hai đứa con hả? Làm sao mà xây một cái nhà mà to như cái ủy ban như thế này hả? Làm sao hết, phí phạm. Thì tôi hỏi ông đây, cái nhà này có đến 200 vuông không? 250 ông ạ. Đấy, tôi đoán xít xìn xịt, sát nút luôn. Giỏi. Đáng nhẽ ra là chỉ cần 50 vuông thôi, hai vợ chồng hai đứa con ở thoải mái thôi. Tự nhiên thì bịa ra 200 mét để làm cái gì, quá là lãng phí. Làm như thế chỉ tổ cho oxy nước chửi cho nhục mặt đấy. Tôi mà biết ngay từ đầu như thế này á, không bao giờ tôi đồng ý, không bao giờ tôi cho ông xây. Mà tôi báo ngay cái thanh tra xây dựng là ngừng ngay cái công trình lại. Ôi, thật rồi. Tôi biết rồi. Lần sau mà tôi mà xây cái nhà khác thì tôi sẽ hỏi ý kiến ông, được chưa? Làm cái gì thì tôi phải hỏi. Thôi bây giờ tôi vào tôi pha ấm trà, hai anh em mình uống nhá. Ông cứ vào nhà trước đi, để tôi còn ngắm nghía xem chỗ nào còn thiếu, còn sai sót, để tôi đi tôi phê bình cho vợ chồng ông sửa có thể. Đưa tôi mang mà. Đùa với tôi. Thế cầm cái này vào, xem mọi trẻ con nó có sữa rồi cho nó uống. Nó là khát sữa đấy. Bác ông vào nhá. Được biết cả mình. Nói như thế thôi nhưng mà nhà nó xây quá là hoành tráng. Mình mọt kiếp không bằng nó được. Mà cái thằng này không biết là nó ăn cắp ở đâu ra nhiều tiền thế chứ gì. Mà nó làm gì biết là cắp. Chắc là nó tự nó có tiền chứ làm gì nó cắt, nó làm gì biết nó cắt. Ủa mà nó làm cái gì đây? Thằng này nó đào ao. Ủa, khiếp. Kinh nhỉ. Đầu óc nó cũng ác liệt đấy. Đào cả ao kìa. Mà sao lại ngưng trong vắt thế này? Chả thấy có cá biết gì cả. Nhà thì to, đào cái ao của bé chứ làm ăn chả có khoa học như thế nào. Ngay từ đầu bảo như này lâu cũng ông ấy mới cho xây kiểu. Ui,
Ôi trời. Ông làm sao thế? Ông làm sao thế? Ngã xuống ao chứ làm sao? Mà tôi thuê bình ông ấy nhá. Này, làm cái ao thì phải có hàng rào xung quanh. Làm cái ao như thế này không có một tí hàng rào. Trẻ con nó sai bên nó ngã xuống. Không phải đền ốm. May tôi còn biết bơi. Mà tôi nói luôn đây này, làm cái ao là nó không cân xứng với cái nhà. Nhà thì rất là to, nhưng mà cái ao thì đào rất là bé. Và đằng kia, chỗ kia không có một cái lỗ để cho nó thoát nước gì cả. Nước nó trong vắt thế này thì làm sao mà cá nó thoải mái nó sống để nó lớn được hả? Ngay từ đầu xác định làm cái ao thì phải điên về cho người ta, tài trợ cho cái cá giống về mà nuôi. Hai vợ chồng kiểu gì vô trách nhiệm. Lên đi ông ơi, vào uống tôi uống trà. Tôi trà, pha trà xong rồi. Trà mới đạt cái gì? Làm ăn cái gì nó phải hợp lý. Không phải mình cứ cày có đồng tiền là mình thích thì mình làm đâu. Rồi tôi rút kinh nghiệm, đi lên nào. Bực mình, bạn bè tốt nhau thì mình phải góp ý với mình. Rồi, tôi đồng ý. Thôi tôi rút kinh nghiệm. Em chào anh, ôi làm sao lại hết thế này? À, cô Na đây à? Thì đấy, vợ chồng nhà cô đào một cái ao đâu, hợp lý đâu mà tôi trả lộn cổ chỗ đấy. Hả? Mà này, cô Na, tiện đây tôi thuê bình cô luôn. Tôi không có thời gian hôm nay, tôi lên đây tôi thuê bình chân thành như thế này. Thằng Kiên, nó là trụ cột gia đình, nó còn công danh sự nghiệp, nó đầu tắt mà tốn. Cho nên là cô bỏ ngay cái kiểu này, ghen bẩn cái thỉu đi, nhá. Mà tiện đây nhá, tôi cũng thuê bình luôn cả thằng Kiên. Chuyện gì đấy? Mày nhìn xem vợ mày có được không? Hả? Mày xem vợ tao làm sao? Đây, tóc thì hai lai, áo thì hai quai, hờ cả hai vai, hờ cả hai... Hờ cái gì? Cái gì thì tôi nhìn thấy, tôi biết, hư quá. Mày rút kinh nghiệm đi. Vâng, bác phê bình thì em xin phép rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm là đúng đấy, nhá. Thằng Kiên, mày ghim ngay cái lời của vợ mày lên trên tường để cho nó nhớ. Thôi được rồi, tao nhớ rồi. Nói thật chứ cái ngữ này ấy, mà là vợ tôi mà suốt ngày ăn tiếp canh đỏ lầm mồm như thế này á, tôi vả tôi vỡ. Ôi đầm, ông làm gì đấy? Làm gì? Đấy, chết, tôi xin lỗi ông. Tôi thì cứ nghĩ tôi đang là ông. Tôi không kìm nén được cảm xúc. Thôi cũng là chân thành thôi, anh góp ý thôi nhá. Thôi được rồi, không có gì. Thế này, thế thì mang vịt đi đâu đây? Em mang vịt ra ngoài quán mua sữa cho nó uống anh ạ. Ui, sữa chiếc gì? Vào đánh tiếp canh bây giờ. Đưa đây cho tôi. Sữa gì? Thôi, để tôi vào tôi đánh tiếp canh cho nó nhanh. Ông nhớ vào, ông giữ hai cánh cho tôi nhá. Được rồi, ông đi vào trước đây. Anh Kiên, bạn anh làm sao ấy? Thôi, em hết sức bình tĩnh. Thằng này đánh nó thất thường từ nhỏ. Thôi, em thông cảm nhé. Anh vào, anh giữ cánh vịt cho nó để nó đánh tiết canh nhá.